Thưa quý vị và các bạn, huyện vùng cao biên giới Mường Tè có 10 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Mỗi dân tộc lại có nét văn hóa đặc trưng riêng tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện. Nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, huyện ủy đã ban hành kế hoạch số 72 ngày 2 tháng 7 năm 2021 về thực hiện nghị quyết số 04 ngày 17 tháng 2 năm 2021 của tỉnh ủy về bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Nhờ đó đến nay, các nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc luôn được lưu giữ và điểm nhấn là cơ sở để huyện phát triển du lịch. Ghi nhận chi tiết của nhóm phóng viên chuyên mục về nội dung này, mời quý vị cùng theo dõi. Người La Hủ ở xã Bum Tở chiếm 98% dân số toàn xã. Nguồn lương thực chính của bà con nơi đây chủ yếu từ cây lúa. Hiện nay, việc canh tác lúa của bà con vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Bởi vậy họ quan niệm rằng mùa màng bội thu hay không là do các vị thần. Vì thế hàng năm, sau mỗi vụ mùa người La Hủ tổ chức lễ mừng cơm mới để tạ ơn các vị thần tổ tiên và thần linh đã phù hộ cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, lúa chịu bông. Người dân có cái ăn không còn lo đói, cầu mong mùa sau tốt hơn. Lễ hội mừng cơm mới dân tộc La Hủ gồm hai phần lễ và phần hội. Theo đó phần lễ, chủ hộ gia đình chuẩn bị các lễ vật gồm cơm tẻ mới và canh gừng. Sau khi chủ hộ làm lễ xong thì mời anh em tham dự bữa cơm mới cùng gia đình, qua đó góp phần vun đắp tình đoàn kết cộng đồng, động viên nhau trong lao động sản xuất. Lúa mới là cũng bố mẹ là phải năm nay được nhiều hơn năm ngoái, một năm là nó phải được nhiều hơn và làm ăn cũng phát đạt hơn. Thế là con người cũng phải không uống đau, không bệnh tật gì. Thì con cháu cũng phải không có bệnh tật gì để cho khỏe. Báo cáo bố mẹ phải lúc mới là cái gì nuôi và nuôi vì cái gì nó cũng phải phát đạt. Phần hội người dân xã Bum Tở được giao lưu văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian của dân tộc như kéo co, đẩy gậy và cà kheo. Ai cũng cảm thấy rất vui, tự hào về các nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc mình. Tôi cảm thấy rất là vui được tham gia cái lễ hội trò chơi mừng cơm mới của dân tộc La Hủ mình. Và tôi cũng sẽ truyền đạt lại cho con cháu sau này để không bị mai một những cái bản sắc dân tộc của văn hóa mình. Việc tổ chức lễ hội mừng cơm mới của đồng bào La Hủ góp phần giữ gìn, phát huy những nét đẹp văn hóa của cộng đồng dân tộc La Hủ. Lễ hội mừng cơm mới là một trong những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc La Hủ ở Bum Tở. Đây cũng là dịp để bà con lưu giữ bảo tồn văn hóa của dân tộc mình. Dân tộc chúng tôi thì cũng như một số các dân tộc khác thôi, như ngày lễ, ngày Tết cũng như là các ngày lễ thì trang phục dân tộc thì với phụ nữ thì mặc trang phục của nữ, còn nam thì cũng mặc trang phục dân tộc nam. Vững được bảo tồn và cũng được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong lễ hội mừng cơm mới thì hàng năm thì cứ đến tháng 10 lúc khi gặp sau lúa thì các hộ gia đình nhớ người làm đứng đầu chủ hộ làm lễ. Lý thì hàng năm vừa đến mùa đấy thu hoạch xong lúa các thứ thì sẽ tổ chức ăn cơm lúa mới trong các hộ gia đình. Tết Ngô là ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Cống sinh sống ở xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. Đây là ngày Tết lớn nên quy mô tổ chức to nhất so với các lễ Tết khác trong năm. Tết được tổ chức vào ngày 1 tháng 6 âm lịch hàng năm nhằm mục đích trình báo với tổ tiên về việc đã làm được trong năm. Cảm ơn tổ tiên đã phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, chăn nuôi sản xuất gặp nhiều thuận lợi, mùa màng tốt tươi. Thóc Ngô đầy nhà. Để đón Tết Ngô, người dân thường phải chuẩn bị trước nửa tháng. Không khí nhộn nhịp của ngày Tết về đến từng gia đình từ 3 đến 4 ngày trước khi ngày Tết chính diễn ra. Nhà nhà trong bản đều chuẩn bị ngày Tết của gia đình mình sao cho thật chu đáo và vui vẻ nhất. Mọi người trong gia đình đi kiếm củi, lên rừng lấy măng, hái nấm, lên nương bẻ ngô, xuống suối bắt cá, bắt cua về để chuẩn bị cho ngày Tết Ngô. Tùy vào điều kiện của từng gia đình, mâm cỗ chuẩn bị cho ngày Tết có thể nhiều hay ít món. Lễ vật dâng lên tổ tiên thường có thịt lợn, thịt gà, cơm ngô, bánh ngô, nấm rừng, rau bí luộc của rừng. Người Cống quan niệm cua là vật bảo vệ mùa màng. Khi hạt ngô gieo xuống đất, mọc mầm, chim chóc, chuột sóc sẽ đến phá hoại. Cua sẽ dùng
hai càng cắn đuổi những con vật phá hoại đó. Ngoài thức ăn trong mâm cỗ cúng không thể thiếu chén rượu tự nấu để mời gia tiên. Đến Tết Nguyên đán, đồng bào dân tộc Cống cũng tổ chức đón Tết như các dân tộc khác. Nghi lễ đầu tiên và cũng rất quan trọng đó chính là gọi hồn tổ tiên và những người đã khuất về gia đình cùng ăn Tết. Lý gọi hồn gồm các lễ vật, tiền, sợi chỉ đen và đỏ, ớt, thuốc lào, cơm, do bếp, cháo, áo, gạo, vòng bạc, cây sa nhân, dao, một con lợn, một con gà con, gừng và muối trắng. Người làm lý sẽ mời tổ tiên và người đã khuất về cùng ăn Tết với gia đình và phù hộ cho toàn bộ con cháu khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn trong năm mới. Đồng thời, cầu khấn các linh hồn về gia đình cùng ăn Tết, phù hộ mọi người bước sang năm mới gặp nhiều điều tốt lành, con cháu làm ăn tấn tới, học hành tiến bộ, đi đường may mắn, mùa màng bội thu. Năm nào cũng đến mùng 1 tháng 6 âm lịch là dân tộc Cống Bô Lích sẽ ăn Tết. Ngày xưa là ăn Tết cái này là Tết Ngô này là ăn 10 ngày. Thì bây giờ gắn cho các cụ ăn thì mổ con lợn, con gà. Đồng bào dân tộc Khao với hơn 1.000 người chủ yếu là ở hai bản Nậm Khao và Nậm Bục, nay sát nhập thành bản Láng Phiếu của xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. Bên cạnh việc tiếp nhận giao thoa văn hóa của các dân tộc khác, thì đồng bào dân tộc Cống luôn gìn giữ những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, đặc biệt là những dịp lễ Tết. Trong ngày Tết, bên cạnh việc gia đình đoàn tụ tổ chức ăn uống, thì tại các bản cũng tổ chức múa hát và chơi các trò chơi của đồng bào mình. Và những ngày Tết, già trẻ trai gái trong bản tụ tập ở nhà văn hóa thôn bản để tưng bừng biểu diễn những điệu múa truyền thống như là múa Pê Lêm Giao, múa đón mừng năm mới. Đây là điệu múa tập thể đông người, theo một vòng rộng cả nam và nữ, cũng có thể xếp thành từng đôi một nam và nữ. Múa đón giao thừa được tổ chức ở sân rộng, xung quanh đống lửa to và tất cả mọi người để tham gia vào cuộc vui để đón chào một năm mới. Các làn điệu dân ca cổ truyền cũng được người dân thường xuyên sử dụng trong dịp này. Tết là dịp để mọi người sum vầy và cũng là dịp để đồng bào dân tộc Cống ở Nậm Khao thể hiện các nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc mình. Cùng với đó, trong các ngày Tết, xã cũng tập trung tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trong các ngày Tết để tăng thêm không khí vui tươi rộn ràng, giúp nhân dân có cơ hội để giao lưu gần gũi với nhau. Đồng thời, cũng giúp bảo tồn các nét đẹp trong văn hóa người Cống Khao. Các đội múa, đội hát của từng bản sẽ có dịp để thể hiện tài năng của mình thông qua các tiết mục biểu diễn. Nền văn nghệ dân gian Cống khá phong phú với các làn điệu dân ca sâu lắng được hát vào những dịp lễ hội vui chung. Người Cống thường hát múa vào dịp lễ Tết, nhất là trong đám cưới. Khoe nung lê hà ở tì sang sơ, khoe nung lê mai hào tì sang sơ, cho phải phô lao lê sừng sai sơ, giờ chứng tới ô lê cô khá trái nề. Lao nà cô nơ cô dễ bì, mà khang lâu cô cho ê vầy, a khá la khá ơ, tròn lại ngày. Nàng nàng tí linh, nàng tí linh á ơ, làng lê à lê, chê phà lì phô, chê phà lì phô. Nàng nàng tí linh, nàng tí linh á ơ, che pha li po, che pha li po, long lan ơi, long lan ơi, po mưa ga bia li, lùm pa pa e la long lan ơi, long lan ơi, quay lại vai, quay lại vai, xin chẳng ga, quay lại vai. Nam khao xa ga quê lễ vầy. Tết Nguyên đán mặc dù không phải là Tết chính của người Cống Khao, nhưng họ cũng tổ chức đón Tết như bao dân tộc khác. Tết là dịp để mọi người đoàn tụ, con cháu đi làm ăn học tập ở xa về với ông bà cha mẹ. Không khí ngày Tết ở Nậm Khao diễn ra rất rộn ràng vui tươi, mọi người chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Đây cũng là dịp để ông bà cha mẹ nhắc nhở con cháu của mình cần giữ gìn truyền thống gia đình và các nét văn hóa,
mà cha ông để lại tránh bị mai một theo thời gian. Cần cố gắng hơn nữa trong lao động sản xuất và học tập, tránh xa tệ nạn thật xấu. Gia đình phải sống hòa thuận, đối với hàng xóm phải thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau. Tết là dịp để mọi người mong muốn sang năm mới gặp nhiều điều may mắn, cuộc sống ngày càng tiến tới, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn học hành tiến bộ hơn. Nhưng đối với người Cống ở xã Đầm Khao, họ lại có những mong muốn hoàn toàn thiết thực hơn. Chính vì vậy, bước sang năm mới, đồng bào Cống ở Đầm Khao có rất nhiều mong muốn trong phát triển kinh tế cũng như là gìn giữ được các nét văn hóa đặc trưng của cha ông mình để lại. Thì và truyền thống văn hóa của dân tộc Cống với bản lăng xăm lắng thì tiếp tục và phát triển tuyên truyền và cái phát triển khả năng của nỗ lực của văn hóa bản sắc dân tộc và khảo sát những giá trị văn hóa của dân tộc Cống và cái ngày mới này là cho văn hóa của dân tộc Cống ngày càng nhân phát triển hơn. Trong những năm qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc của huyện Mường Tè đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được sự đồng thuận và huy động nhiều nguồn lực trong xã hội tham gia, đã tiến hành khảo cứu, quay video làm tư liệu được 5 dân tộc Sila, Cống, La Hủ, Hà Nhì, Mảng, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ ở các khu dân cư vào dịp lễ Tết. Nhiều xã cho đến nay vẫn giữ được những nét đẹp về hoạt động văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống của dân tộc như các xã Thu Lũng, Ca Lăng, Bù Cả, Can Hồ, Vàng San, Đậm Khao, thị trấn Mường Tè, sưu tầm phổ biến các giá trị văn hóa như là lễ cúng rừng, lễ mừng cơm mới dân tộc Hà Nhì, lễ cầu mưa của dân tộc La Hủ, khôi phục 6 lễ hội truyền thống, tổ chức 13 lễ hội hàng năm. Sau khôi phục, các giá trị văn hóa được phổ biến thành sách như dân tộc Sila, La Hủ, Cống, Hà Nhì, Thái, Mảng, phục dựng không gian văn hóa theo kiến trúc truyền thống của 8 dân tộc Thái, Hà Nhì, Cống, Mảng, La Hủ, Mông, Sila, Kinh, nhằm bảo tồn và lưu giữ những nét truyền thống của từng dân tộc, huy động xã hội hóa nguồn lực để chỉnh trang, sửa chữa, làm mới và quản lý khu không gian văn hóa các dân tộc, nâng cao hiệu quả và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phục vụ các hoạt động văn hóa lễ hội, các sự kiện lớn của huyện. Kiện theo nghị quyết 04 cũng như là nghị quyết 59 của Hội đồng nhân dân tỉnh, thì huyện đã xây dựng kế hoạch trong những năm qua là huyện phát triển hàng năm duy trì các cái lễ hội truyền thống rồi các lễ hội truyền thống của các dân tộc để phục dựng các cái lễ hội đó, và đồng thời là xóa bỏ những phong tục lạc hậu để coi là nâng cao đời sống cho bà con nhân dân. Cái nữa là chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho học sinh, xác định định hướng ngành nghề cho các cháu học sinh để nâng cao dân trí, và đồng thời là khắc phục cái tình trạng chênh lệch về trình độ dân trí giữa các đồng bào dân tộc trong huyện. Thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện, huyện Mường Tè tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng các danh hiệu văn hóa, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp tục duy trì và khai thác hiệu quả các hoạt động thường niên nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội văn nghệ, các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa văn nghệ dân gian, khuyến khích tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân nghiên cứu bảo quản, truyền dạy và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể, các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, ngăn chặn nguy cơ làm mai một, sai lệch hoặc thất truyền.